Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành tiếp tục làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng đang quan tâm tới điêu khắc vỏ sò tai tượng, hay còn gọi là vỏ chai tai tượng khổng lồ. Thì như các bạn đã biết, cái vỏ chai tai tượng này nó nằm ở rất sâu dưới đáy đại dương, đã được hóa thạch trên 1.000 năm, sau đó được các cái ngư dân biển vớt về và chuyển cho các cái người thợ như chúng tôi để điêu khắc nên các cái tác phẩm như Tứ Linh Hội Tụ, hay là Thần Tài Di Lặc, hay là các cái giỏ hoa, hay là Độc Mã, Đồng Quê, hay Phật Bà. Hôm nay chúng tôi chia sẻ trong clip này đó là 8 bức điêu khắc từ vỏ sò tai tượng hóa thạch 1.000 năm. Trên mình các bạn đang xem đây là có hai giỏ hoa Độc Mã, Thần Tài, Tứ Linh với các cái kích thước khác nhau cũng như độ dày mỏng khác nhau của vỏ sò. Từ đó mà chúng tôi sẽ thiết kế các cái mẫu mã đa dạng để cho quý khách tham khảo. Bức Thần Tài Di Lặc này có kích thước đó là 70, chiều rộng 48. Và chiều dày thì chúng tôi thường tính theo cái cùi ở nằm ở bên trong lòng. Toàn bộ các cái tác phẩm đây thường là chúng tôi đục nền, rất ít khi chúng tôi làm tứ diện vì làm tứ diện nó đắt tiền, và hơn nữa thì vỏ sò nó mỏng quá thì chúng tôi sẽ làm tứ diện, nếu dày thì chúng ta nên làm cái phần nền như này thì trông nó sẽ đẹp đẹp hơn. Cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành thì nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, có nhận điêu khắc các cái vỏ chai tai tượng, vỏ sò tai tượng, và chúng tôi có thể ship hàng toàn quốc. Rất nhiều các khách hàng đã là đặt hàng tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thì chúng tôi sẽ thi công và đáp ứng tới tay người tiêu dùng các cái tác phẩm đẹp nhất như Vinh Quy Bái Tổ, hay là Bát Mã, hay là Tứ Linh Hội Tụ, Thần Tài Di Lặc. Chúng tôi sẽ đục với những bàn tay người nghệ nhân, nó sẽ khác và cái giá thành nó sẽ cao hơn so với những cái tác phẩm mà được bày bán ở chợ tiêu dùng bình thường, nó khác rất nhiều từ các cái họa tiết hoa văn cũng như đến thời gian. Trung bình một tháng như này chúng tôi chỉ ra được 5 bức. Để đáp ứng tới nhu cầu thị trường, quý khách có thể mua làm quà biếu, quà tặng. Điều đặc biệt của vỏ sò tai tượng đó là thấu quang. Khi chúng ta soi đèn flash hay là các đèn đèn pin thì vỏ sò tai tượng nó sẽ có phát dạ quang khi chúng ta soi đèn flash. Và trên mình các bạn đang xem là bức vỏ sò tai tượng chúng tôi chạm khắc tứ linh. Tứ linh ngậm ngọc. Tứ linh thì là bốn linh vật thờ linh thiêng gắn liền trong các cái tác phẩm, đó là Long Lân Quy Phụng, tức là Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Rồng và Rùa. Đó là bốn linh vật linh thiêng. Và hai bức này chúng tôi đều chạm đó là tứ linh. Có kích thước vỏ sò nó dài ngắn khác nhau. Đều được chúng tôi chạm khắc tinh hoa trên vỏ sò tai tượng, hay còn gọi là vỏ chai tai tượng. Quý khách có nhu cầu về điêu khắc, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá kích thước cụ thể để cho quý khách tham khảo. Trung bình một tháng chúng tôi đáp ứng từ 5 tới 7 vỏ như này cho tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi có nhận và ship hàng toàn quốc để cho quý khách yên tâm. Các bạn đang xem đây là hai giỏ hoa, một bức Di Lặc, hai bức Tứ Linh, một bức Đồng Quê, Độc Mã và Phật Bà cưỡi cá chép. Từ những vỏ sò thô ban đầu qua bàn tay nghệ thuật của chúng tôi sẽ tạo nên các cái tác phẩm giống với các cái tác phẩm mà chúng tôi điêu khắc trên gỗ. Đó là Vinh Quy Bái Tổ hay Bát Mã Đồng Quê. Chúng tôi đã tái hiện các cái cảnh đồng quê ở trên bức vỏ sò tai tượng, quý khách có thể để ở phòng khách, bàn làm việc
và quý khách có thể cho vào trong các cái tủ kính và thiết kế các cái ánh đèn hát sáng thì trông rất là đẹp. Và về mẫu mã vỏ sò tai tượng thì rất là đa dạng, quý khách có nhu cầu quý khách hãy chụp màn hình gửi về Zalo 0986883349, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. Hoặc quý khách có về trực tiếp tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên để xem hàng. Trong video này chúng tôi chia sẻ tới quý vị và các bạn rất nhiều mẫu mã, quý khách hãy xem chi tiết video để không bỏ lỡ các cái tác phẩm đẹp của chúng tôi. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem được các cái tác phẩm điêu khắc từ vỏ sò tai tượng. Vỏ sò này đã được hóa thạch 1.000 năm, hay chúng tôi còn gọi đó là chất ngọc, vỏ sò hóa ngọc hay là vỏ chai tai tượng, nó có rất nhiều tên gọi. Và trước đây chúng tôi đã giới thiệu các cái clip có làm các cái câu đối như trăng cha mẹ hay là 12 con giáp và các cái vòng hạt, vòng đeo tay được điêu khắc từ vỏ sò. Quý khách có nhu cầu quý khách cứ liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0986883349, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video clip của chúng tôi. Bài hẹn gặp lại quý khách trong các